Đấy. Bạch Kim à? Nhà báo. Sáng không anh? Nhà báo anh. Đây đang truyền quan càng to, cu càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt. Ai thấy việc sai quấy mà im lặng thì ông cái lần. Và những kẻ giỏi giữ im lặng là mấy thằng diễn tham.
đấy 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 sáng mai. Ai thấy việc sai quấy mà im lặng thì ông cái lần. Và những kẻ giỏi giữ im lặng là mấy thằng diễn tham. Quan càng to, cu càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo là thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt. Nhà báo anh. Đây đây cái điện. Tạm dừng đi.